Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào quý chư tôn đức cùng quý vị đạo hữu. Hôm nay Tủ sách Áo Lam chúng con sẽ bắt đầu đọc tập 4 của cuốn Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ do Hội đồng Hoàng Pháp ấn hành năm 2023 Phật lịch 2567. Kính thưa quý vị, Tủ sách Áo Lam chúng con phát nguyện đọc gần 2.000 cuốn sách Phật giáo và chuyển những cuốn sách này thành dạng sách nói tức audiobook. Trong thời gian sắp tới chúng con sẽ thành lập một thư viện Phật giáo bao gồm sách Phật giáo tiếng Anh lẫn tiếng Việt dưới dạng PDF, audio và video file. Chúng con kính xin quý vị yểm trợ tinh thần cho chúng con bằng cách subscribe, like và chia sẻ video này đến với những người hữu duyên. Và bây giờ chúng con xin bắt đầu. 3. Đại trưởng phu khi đối mặt với cái chết. Bằng tất cả lòng ngưỡng mộ và biết ơn của người trò đối với thầy của mình, tôi lại mượn thêm mấy câu này, để mong có thể hiểu được phần nào tâm tình thầy, trong một bức thư gửi cho thế hệ trẻ Phật tử Việt Nam. Thầy viết, vó ngựa của Thành Cát Tư Hãn không chùn bước trước bất cứ kẻ thù nào, nhưng tâm tư của Đại Hãn cảm thấy bất an khi nhìn sâu vào cuối con đường chinh phục một bóng dáng đang thấp thoáng đợi chờ. Đó là kẻ thù cần phải chinh phục sau cùng. Đại Hãn cũng biết rằng dẫu cho tập hợp sức mạnh của trăm vạn hùng binh cũng không thể đánh bại kẻ thù ấy, chinh phục vương quốc ấy. Ông cho đi tìm một người trợ thủ, tìm cố vấn thông thái nhất và khôn ngoan nhất để tập hợp được sức mạnh siêu nhiên. Sứ giả của Đại Hãn đi vào núi Trung Nam thỉnh cầu đạo trưởng Khưu Sử Cơ. Đạo trưởng khởi hành, băng sa mạc, đến tận đại bản doanh của Đại Hãn, để giảng giải cho Đại Hãn ý nghĩa trường sinh bất tử, những ẩn nghĩa huyền vi từ quyển thiên thư 5.000 chữ của Thái Thượng Lão Quân. Cuối quyển thiên thư, khi tất cả ẩn ngữ coi như đã phơi bày ý nghĩa thâm sâu. Khả Hãn chỉ xác nhận được một điều, ta sẽ là người chiến bại trong cuộc chiến cuối cùng ấy. Vâng, kẻ chỉ biết chiến thắng như Đại Hãn thì không hề sợ bất cứ ai, nhưng một hình ảnh lãng vãng đâu đó đã làm Đại Hãn lo âu không ăn ngủ được. Đối diện với thần chết, kẻ ngang tàng dọc ngang trên lưng ngựa ấy cũng phải phủ phục cúi đầu khoanh tay. Với mọi cố gắng và quyền lực, Đại Hãn cũng không thể tìm ra phương thuốc trường sinh bất tử cho mình. Nhận thức ấy khiến Thành Cát Tư Hãn cuối đời mình chỉ còn khiếp sợ trước một hình ảnh tử thần. Nhưng có một con người không như thế. Thầy Tuệ Sĩ trong những năm gần đây đối diện thường xuyên với bệnh tật, quàng vai với cái chết mà không hề khiếp sợ. Cả đời thầy cũng đã như vậy. Nhớ năm rồi, khi tôi vào bệnh viện mổ tim thì thầy điện thoại hỏi thăm và đùa rằng: mừng là ông đã trải nghiệm đủ 3 chặng đường xanh, lão, bệnh. Còn một cái cuối chưa đến. Nói xong thầy cười vang. Giữa tháng 9 năm 2023, khi biết thầy bệnh nhiều, tôi có nhắn bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, vì chừng 3 tuần trước anh có viết email hỏi thăm, nếu anh Ngọc còn ý định đến thăm thầy thì nên thăm chứ chần chừ có thể không còn kịp. Anh trả lời ngay rằng, đã đến thăm thầy hôm đầu tháng. Thầy đã rất yếu, nhưng vui vẻ, hoạt bát và thông tuệ như bao giờ, chữ của DSN. Quả thật như lời kể, anh Ngọc đọc được trong bệnh án, hematocrit chỉ còn 17%. Hemoglobin còn 7 gram DL thì nguy kịch lắm rồi, tính mệnh mong manh như ngọn đèn trước gió. Quay lại, xin nói thêm chút về bài thơ vừa nhắc trên. Không biết do vô tình hay hữu ý mà bài thơ, tự thuật, in trong mấy cuốn sách bộ Tuệ Sĩ Văn Tuyển thầy cho tôi lại có mấy chữ khác nhau giữa bản chữ Nho và âm Việt. Hay ấy là một sự, vô tình mà cố ý. Câu số 7 phía bên trên phần Nho tự thì ghi là, buông tay bằng tát thủ. Phần âm Việt và cả hai bài dịch đều ghi là, sải chân, hụt chân bằng cước lạc. So sánh với bản viết tay của thầy lúc ở trong tù thì cũng ghi là cước lạc. Thôi, tôi chợt hiểu ra rồi. Bệnh duyên, rồi tù đày đã làm hao mòn bao nhiêu sức lực của thầy trong suốt mấy mươi năm trường đăng đẳng. Cộng thêm nhân tâm, thế sự đảo điên đã làm thầy suýt hụt chân nhiều phen, nhưng thầy vẫn cứ gắng gượng đứng vững ở đó vì sự nghiệp chung của giáo hội. Vì toàn bộ công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam mà thầy là một trong hai dịch sư còn lại trong số 18 vị của dự án phiên dịch từ năm 1973. Dù thân bệnh và nhiều đau đớn, thầy vẫn bất chấp và an nhiên làm việc, vẫn tổ chức tài tình lại các công việc của giáo hội khi được giao phó. Những người từng làm việc nghiêm túc trong lĩnh vực nghiên cứu, như các giáo sư và chuyên gia người Đức ở Đại học Hamburg, đã vô cùng ngạc nhiên và thán phục. Khi biết chỉ trong vòng 2 năm mà hội đồng phiên dịch đã cho ra đời được 24 cuốn kinh và 5 cuốn tổng lục do thầy soạn, đạt mức độ hàn lâm quốc tế, đưa nền học thuật Phật Việt sánh vai ngang tầm với các nền học thuật Phật giáo trên thế giới. Thầy đã khơi nguồn mạch, đã làm sống lại hoài bão luôn canh cánh bên lòng,
ấp ủ bao nhiêu năm qua của chư tôn giáo phẩm trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất từ năm 1973 đến nay, kể từ khi thành lập hội đồng phiên dịch Tam Tạng Kinh Điển. Rồi khi vô thường đến thì thầy an nhiên tự tại, tát thủ, buông tay bên vách núi. Ra đi nhưng thầy để lại cho hậu thế một sự nghiệp vô cùng đồ sộ. Trước giờ ra đi thầy còn lưu lại những lời răn dạy, lập những chương trình kế hoạch khả thi cho những người kế thừa, để theo đó tiếp tục những bước đường Hoằng Dương Chánh Pháp và phiên dịch các phần còn lại của Tam Tạng Thánh Điển. Chuyện nghe kể lại, cuối tháng 9 năm 2023, lúc thiền sư Chí Siêu Lê Mạnh Thát đến thăm thầy tại bệnh viện. Hai người bạn chí thiết, hai con người có thời từng bị kết án tử hình đã nắm chặt tay nhau. Thầy tuệ sĩ đã cười nói với mọi người phòng theo lời thầy hạnh viên, đừng lo lắng quá cho tôi, thời 40 tuổi từng bị tuyên án tử hình mà không hề nao núng, huống hồ hôm nay đã ngoài 80. Đó đích thị là khẩu khí của một bậc long tượng, là tiếng sư tử hống, là tấm lòng của kẻ đã thản nhiên bước đi giữa cơn bão tố sinh tử mà không hề có chút ưu tư vướng bận. 4. Ngược xuôi nhớ nửa cung đàn. Ai đem quán trọ mà ngăn nẻo về. T.S. Cung kính đảnh lễ và tri ân thầy. Đức Quốc, Trung Thu Quý Mão 2023. Nguyên Đạo Văn Công Tuấn. Thầy tuệ sĩ. Như một vầng trăng sáng. Nguyên Giác. Mỗi khi suy nghĩ về thầy tuệ sĩ, tôi luôn luôn tự thấy rằng mình không tìm đủ lời để ca ngợi, để nói minh bạch những suy nghĩ của mình về thầy, một trong những cột trụ của Đại học Vạn Hạnh. Nơi đã xây dựng một tàng kinh các cho nền Phật học quê nhà từ hơn nửa thế kỷ trước. Tôi từng suy nghĩ về sự may mắn của dân tộc, và của bản thân mình, rằng nếu không có đại học này, nếu không có những tác phẩm nơi này, và nếu không có các bậc thầy nơi đây, cõi thế gian của tôi, và của rất nhiều bản khác sẽ tội nghiệp biết là bao nhiêu. Tôi học bên Đại học Văn Khoa, không phải sinh viên Đại học Vạn Hạnh, nhưng đã luôn luôn tìm đọc và trân quý các tác phẩm của thầy Minh Châu, thầy Chí Siêu Lê Mạnh Thát. Thầy tuệ sĩ, ni sư Chí Hải, và nhiều vị nữa. Tôi đã say mê đọc các dòng thơ siêu xuất của Bùi Giáng, của Phạm Công Thiện, của Hoài Khanh và thỉnh thoảng bước vào lang thang nơi các hành lang Đại học Vạn Hạnh chỉ để cảm nhận bầu không khí học Phật nơi đây, và rồi lên xem thư viện Vạn Hạnh ở trên một tầng lầu rất cao, và rồi ra quán cà phê nơi đường Trương Minh giảng, ngồi một chút rồi phóng xe đạp về. Dĩ nhiên, những gì tôi thấy, tôi nghe, tôi cảm nhận như thế chẳng thơ mộng chút nào. So với các trang giấy tôi đọc, so với những gì tôi đọc từ bản dịch thiền luận của thầy tuệ sĩ. Rồi có lúc, trong khi đọc một chuyện bản xanh, tôi đã tin rằng thế hệ những người xây dựng Đại học Vạn Hạnh hẳn phải là những vị đã từng có cơ duyên tụ hội nơi một góc rừng, ngồi quanh Đức Phật Thích Ca và được Thế Tôn dặn lời huyền ký là hơn 2.000 năm sau hãy tới bên bờ biển Đông để dắt dìu bọn học trò như tôi. Đối với tôi, chữ của Đại học Vạn Hạnh có sức mạnh như thế. Và trong đó cũng là những công trình của thầy tuệ sĩ. Cho tới bây giờ, tuy đã vào tuổi xưa nay hiếm, tôi vẫn chưa trực tiếp gặp thầy tuệ sĩ, chưa có cơ duyên nghe trực tiếp từ thầy. Những cơ duyên tôi nhìn thấy và nghe giọng thầy chỉ là qua Zoom, và trước đó thật lâu còn là qua PowerTalk. Tôi đã từng được đọc và nghe kể từ những người có cơ duyên thân cận xa xưa với thầy tuệ sĩ, như Ni Trường Tuệ Hạnh đang ở Úc Châu, người gom các bài thơ của thầy và cầm ra hải ngoại khi thầy bị giam. Như nhà báo Tâm Huy Huỳnh Kim Quang cựu tăng sĩ, học trò của thầy tuệ sĩ khi ở Quảng Hương Già Lam, và trở thành bạn thân với tôi, thường xuyên gặp nhau như nhà thơ Nhã Ca học trò của thầy Chí Thủ và thân cận với quý thầy Già Lam, và nhiều vị nữa. Nhưng đó là những giai thoại, phần nhiều có thể tìm đọc qua Internet, một số chuyện tôi nghe kể riêng thì chỉ để bụng theo dõi, như khi thầy tuệ sĩ sang Nhật Bản chữa trị ung thư. Bản thân tôi trong cương vị nhà báo. Gần 3 thập niên ngồi dịch tin cho Việt Báo, đã có cơ duyên quan sát thời sự quê nhà, tình hình Phật giáo và những thông tin về thầy tuệ sĩ qua những dòng tin từ các phóng viên quốc tế. Cũng có lúc tôi thắc mắc vì sao khi thầy Nhất Hạnh tới chùa Già Lam tìm thăm, thầy tuệ sĩ lại nhập thất, không tiếp, nhưng tôi không bao giờ đưa mọi chuyện thành vấn đề. Tôi luôn luôn tự xem mình như một đứa nhỏ, một cậu nhóc học Phật chưa bao giờ trưởng thành, và nhìn mọi chuyện trong sân nhà chùa như chuyện trong sân nhà chùa. Nơi các nhà sư trong mắt tôi đã trở thành những bồ đề đạt ma và những huệ khả. Nơi đó, trong mắt tôi, thầy tuệ sĩ là một pho tượng gỗ, trong cơ duyên nào đó đã hóa thân thành người, để biết đi, biết ngồi, biết nói, biết cười, biết dịch kinh luận, và biết làm thơ. Và rồi, khi có ai muốn níu kéo thầy tuệ sĩ về lại những tranh cãi thế gian, thầy liền treo bảng nhập thất và hóa thân lần nữa để làm tượng gỗ. Có một thời gian,
Khi nghiên cứu về Early Buddhism, Phật giáo sơ kỳ, Phật giáo sơ thời, tôi khám phá ra Tạng Kinh A Hàm do Thầy Tuệ Sĩ và Thầy Thích Đức Thắng dịch, lưu giữ ở mạng Sutta Central. Tôi tìm ra hai nhóm kinh nhật tụng của Chư Tăng Ni trong thời Đức Phật còn sinh tiền là hai phẩm cuối của kinh tập phẩm 8 và phẩm Con Đường Qua Bờ Kia. Tôi tìm tất cả các bản tiếng Anh có thể có, để đối chiếu và để dịch sang tiếng Việt cho ở mức mà tôi tin gần với ý Đức Phật nhất. Trong khi dịch như thế, phần tham khảo các kinh khác trong tạng Pali, do Thầy Minh Châu dịch, và tạng A Hàm rất cần thiết để hiểu môn phong của Đức Phật trong những năm đầu khi mới hoằng pháp. Không gì so sánh được với cảm nhận hạnh phúc khi dò tìm những lời xưa nhất của Đức Phật, thí dụ, hình ảnh kinh Kim Cang và kinh Pháp Bảo Đàn trong tạng A Hàm và tạng Pali, Nikaya, vừa dẫn, thí dụ, cách nói là, bình an, thay vì nói là, niết bàn, như thói quen của người học Phật nhiều thế kỷ sau, thí dụ, cách nói, hiểu biết về danh sắc, thay vì nói là, tứ niệm xứ, thí dụ, tìm hiểu dị biệt giữa Theravada và Early Buddhism, và nhiều vấn đề khác dĩ nhiên. Tôi dựa phần lớn cũng vào những cuộc nghiên cứu khác của các nhà sư viết tiếng Anh, vì tự thân mình không hiểu tiếng Pali và Sanskrit. Trên con đường học Phật như thế, tôi đã thấy một số mũi tên nơi các dấu mốc do Thầy Tuệ Sĩ, và nhiều thầy khác, trong đó có Thầy Minh Châu, Thầy Nhất Hạnh, Thầy Thích Đức Thắng cắm dọc theo lối đi xuyên qua cánh rừng vô minh. Tôi luôn luôn nhớ rằng Thầy Tuệ Sĩ đã hiển lộ những nét phi thường từ khi còn niên thiếu. Một lần, khi đọc kinh Pháp Cú, tôi sững sờ khi đọc bài kệ 382. Bản dịch của Thầy Minh Châu như sau. 382. Tỷ kheo tuy tuổi nhỏ siêng tu giáo Pháp Phật, soi sáng thế gian này. Như trăng thoát khỏi mây. Có phải Đức Phật đã huyền ký như thế về Thầy Tuệ Sĩ? Hay chỉ là trùng hợp, Thầy Tuệ Sĩ là một vầng trăng sáng? Đúng như thế, vầng trăng sáng còn là hình ảnh khuôn mặt của Thế Tôn. Tôi nhớ rằng, trong kinh bản xanh số 1, bản tiếng Anh là Upanaka Jataka, Crossing the Wilderness, rát một khi Đức Phật chuẩn bị kể chuyện cho Ngài cấp cô độc và 500 tăng chúng nghe, khuôn mặt Đức Phật hiện ra như một vầng trăng tròn và thân Ngài được vây quanh bởi hào quang sáng ngời, the Buddha face appeared like a full moon, and his body was surrounded by a radiant aura. Xin nhắc rằng, khi viết lý luận, tôi không bao giờ muốn nhắc tới những chuyện thần kỳ. Nhưng nhìn cho kỹ, có gì trên đời này mà không thần kỳ? Thỉnh thoảng, có những lúc, bạn cũng sẽ thấy tất cả thế gian này đều hiện ra như một cõi Phật bất khả tư nghì. Đối với những người hữu duyên, Thầy Tuệ Sĩ đã hiện ra như một vầng trăng sáng, lặng lẽ soi đường cho những người đi ban đêm. Vầng trăng sáng cũng là một hạnh sống ẩn dật, bất kể là nơi núi cao hay rừng sâu. Đưa ánh sáng cho người cần tìm lối đi. Đọc lại kinh Pháp Cú, tôi cũng thấy bài kệ 173, Thầy Minh Châu dịch như sau. 173. Ai dùng các hạnh lành, làm xóa mờ nghiệp ác. Chói sáng rực đời này, như trăng thoát mây che. Một điểm cũng rất tương ưng với đời sống của Thầy Tuệ Sĩ, nói theo ẩn dụ trong kinh Phật là, Thầy đã sống y hệt như mặt trăng, như bàn tay giữa hư không, và không bị dính mắc hay trói buộc nào. Kinh Nguyệt Dụ SN 16.3, ghi lời Đức Phật, trích bản dịch của Thầy Minh Châu. Ngoặc kép chấm, cũng vậy, này các tỳ kheo. Hãy giống như mặt trăng khi đi đến các gia đình, thân phải dè dặt, tâm phải dè dặt, luôn luôn là người mới giữa các gia đình, không có đường đột xông xáo. Rồi Thế Tôn vẫy bàn tay giữa hư không, ví như, này các tỳ kheo, bàn tay này giữa hư không, không bị dính vào, không bị nắm lấy, không bị trói buộc. Cũng vậy, này các tỳ kheo, là vị tỳ kheo đi đến các gia đình, tâm không bị dính vào, không bị nắm lấy, không bị trói buộc, nghĩ rằng, những ai muốn được lợi. Hãy được lợi. Những ai muốn công đức, hãy làm các công đức. Đối chiếu suốt cuộc đời của Thầy Tuệ Sĩ tới giờ, cũng có thể nghĩ rằng hình ảnh của Thầy tương ưng với thơ thiền Việt Nam, nơi đây, không gọi là có, cũng không gọi là không. Nơi đây, Thầy Tuệ Sĩ là hiện thân hệt như ánh trăng hiện ra dưới mặt hồ, rất mong manh, rất sương khói, đưa ra ánh sáng cho đời, nhưng không gì lưu giữ được, và cũng không dính mắc vào đâu. Thiền sư Từ Đạo Hạnh 1072 1116 từng có bài thơ như sau. Tạc hữu trần xa hữu. Vi không nhất thiết không. Hữu, không như thủy nguyệt, vật trước hữu không không. Dịch nghĩa, nói có, thì nhỏ như hạt bụi cũng có. Nói không, thì trọn thế gian đều là không. Có với không chỉ là như mặt trăng hiện dưới nước. Đừng dính mắc vào có với không làm chi.
Thiền sư Huyền Quang, năm 1254 đến năm 1334, đã dịch như sau. Có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cũng không. Kìa xem bóng nguyệt lòng sông, ai hay không có, có không là gì. Sự thật như thế, với tôi, thầy Tuệ Sĩ đã hiện ra như một vầng trăng sáng trong bóng đêm lịch sử, lặng lẽ, không dính mắc, không bận tâm vào bất cứ những gì, dù là có với không. Với tôi, thầy không phải là có, vì bốn đại vốn không, năm uẩn không thực, thì lấy gì gọi là có. Với tôi, thầy không phải là không, vì đã có một vầng trăng sáng như thế, lơ lửng trên bầu trời đêm, lấp lánh nơi mặt nước hồ, rọi sáng những gì cần được biết tới. Nơi đây, xin ngợi ca thầy bằng mấy dòng thơ. Một thời đầy những nghi vấn tôi tìm về lời Đức Phật. Thầy Tuệ Sĩ như trăng sáng hiển lộ lời rất ẩn mật. Nguyên giác, bậc thầy của những vị thầy. Nguyễn Minh Tiến. Cách đây hơn 20 năm, vào khoảng cuối thiên niên kỷ trước, tôi có dịp gặp và trò chuyện với thầy Tuệ Sĩ lần đầu tiên. Tôi cùng đi với Đỗ Quốc Bảo, đến thăm thầy khi ấy đang ở trên một căn gác trong khuôn viên chùa Quảng Hương Già Lam. Lúc ấy thầy vẫn là nhân vật quan trọng được nhiều sự, ưu ái bảo vệ, nên khi vừa đến khu vực cổng chùa chúng tôi đã dễ dàng nhận thấy một số người mặc thường phục nhìn chúng tôi bằng những cặp mắt dò xét hơi khó chịu. Nói là đến thăm thầy, nhưng thật ra chuyến đi của chúng tôi còn có mục đích khác. Vào thời điểm đó, Đỗ Quốc Bảo đang giúp thầy một số kiến thức trong việc sử dụng Microsoft Word trên máy điện toán. Anh đã thiết lập sẵn một số các mẫu định dạng style trong Word. Phù hợp với việc trình bày các sách nghiên cứu, vốn thường có nhiều chữ Phạn, chữ Hán. Đỗ Quốc Bảo đã hướng dẫn thầy cách áp dụng các mẫu định dạng này để tạo văn bản có tính nhất quán và phù hợp với các chuẩn mực học thuật. Song song theo đó, Đỗ Quốc Bảo cũng giúp thầy trong việc nhập chữ Hán trên máy điện toán qua phần mềm Song Kiều. Công việc hướng dẫn chưa thực sự hoàn tất và Đỗ Quốc Bảo đang sắp phải rời Việt Nam sang Đức. Vì vậy, anh không yên tâm nên muốn đưa tôi đến gặp thầy để bàn giao công việc và nhờ tôi lưu ý giúp thầy nếu có phát sinh bất ổn nào trong lúc vắng mặt anh. Thầy tiếp chúng tôi trong một gian phòng nhỏ. Chúng tôi trò chuyện về nhiều vấn đề và được mời ở lại dùng cơm trưa. Thời gian tiếp xúc không lâu nhưng thầy đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng cũng như những bài học mà mãi đến nay tôi vẫn còn ghi nhớ. Trong lúc trò chuyện, khi nhắc đến một chú thích trong sách cần làm rõ, thầy đứng lên đi thẳng đến kệ sách và lấy ra một quyển. Rồi mở ra ngay đúng trang sách đang được đề cập đến. Dáng vẻ thầy ung dung và tự tin cho thấy thầy biết chắc chắn về quyển sách đang nằm ở đó cũng như trang sách nào cần dở ra, không có vẻ gì như người phải tìm kiếm. Về sau này tôi mới biết đó là một trong những khả năng biểu lộ trí nhớ siêu tuyệt của thầy mà rất nhiều người khi làm việc chung với thầy đều biết đến. Nhưng điều gây ấn tượng nhất đối với tôi là sự cẩn trọng gần như tuyệt đối của thầy, một điều cực kỳ quan trọng ở người làm công việc nghiên cứu. Mặc dù thầy đề cập đến vấn đề đang thảo luận một cách rất chi tiết, chứng tỏ thầy nhớ rất kỹ về sự việc, nhưng thầy vẫn tìm mở ra nguồn tư liệu gốc để kiểm chứng lại một cách chắc chắn nhất, không hoàn toàn dựa vào trí nhớ của mình. Trong hơn 20 năm làm công việc biên tập và hiệu đính, tôi nhận ra hầu hết các tác giả, dịch giả đều mắc phải sai lầm do căn bệnh chủ quan khi dựa vào trí nhớ mà không kiểm chứng. Một người uyên bác, thông tuệ như thầy mà còn tuân thủ nguyên tắc cẩn trọng như vậy. Quả thật xứng đáng là một tấm gương để chúng ta noi theo. Sự cẩn trọng của tôi trong công việc biên khảo từ nhiều năm qua có một phần chính là nhờ học hỏi được nơi thầy. Nỗ lực học hỏi về các kỹ thuật mới để sử dụng phần mềm trên máy điện toán của thầy cũng thật đáng kinh ngạc. Rất nhiều người tôi quen biết, khi ở vào độ tuổi của thầy rất ngại học hỏi thêm những điều liên quan đến công nghệ. Họ chấp nhận làm việc với môi trường và những phương tiện quen thuộc cũ. Dù biết rằng việc sử dụng công nghệ sẽ giúp cho công việc được nhanh chóng và hiệu quả hơn nhiều. Điều đó chỉ đơn giản là vì họ không vượt qua được những khó khăn ban đầu. Thầy Tuệ Sĩ thì rất khác, thầy nhận thức rất rõ những lợi thế của các phương tiện hiện đại và chấp nhận học hỏi. Và thầy học rất nhanh, Đỗ Quốc Bảo đã quá lo xa khi giao việc cho tôi, bởi trong thực tế thầy không cần đến sự hỗ trợ của tôi lần nào cả. Chỉ mãi về sau này, khi giúp thầy xây dựng website Hương Tích Phật Việt thì tôi mới phải đi về vài ba lần để chỉ dẫn cách sử dụng, nhưng lúc đó đã có một vài em sinh viên giúp thầy công việc này. Trong những lần gặp gỡ hiếm hoi đó, tôi cũng đã có lần nghỉ đêm lại thư quán Hương Tích để rồi được uống trà cùng thầy buổi sáng. Tất cả đều là những kỷ niệm đẹp mà tôi luôn ghi nhớ. Năm 2009,
sau khi xuất bản bản Việt dịch và chú giải kinh Đại Bát Niết Bàn, tôi gửi biếu Hòa Thượng Chí Quang, Hòa Thượng Chí Tịnh và Thầy Tuệ Sĩ mỗi người một bộ. Phiên bản đầu tiên đó được in đầy đủ cả phần Hán văn và chú âm với độ dày tổng cộng hơn 4.500 trang, được phân chia thành 8 tập. Một thời gian sau, có dịp gặp thầy, tôi không ngờ là thầy đã đọc và ân cần trao đổi với tôi về bản dịch ấy. Thầy bảo tôi, phương pháp anh làm như vậy là tốt lắm. Tôi biết là thầy đang đề cập đến những điều tôi trình bày ở phần dẫn nhập. Rồi thầy vui vẻ nói thêm, anh nên cố gắng học thêm tiếng Phạn. Điều đó sẽ hỗ trợ tốt hơn cho công việc. Tôi biết lời thầy dạy rất chí lý, nhưng thú thật tôi tự xét mình và biết là không kham nổi. Nếu chỉ học để biết qua loa thì không thành vấn đề, nhưng, học cho ra học, thì tôi biết chắc loại ngôn ngữ, cõi trời, này không thể thông thạo một cách nhanh chóng được. Trong thực tế, anh bạn Đỗ Quốc Bảo của tôi đã phải lăn lộn hết mình trong 20 năm qua, đến giờ mới có thể lên bục giảng để giảng dạy ngôn ngữ này. Tôi thì quả thật không đủ, vốn liếng, để theo đuổi như vậy. Vì thế, tuy vẫn không quên lời thầy dạy nhưng với mức độ làm việc đều đặn như những năm qua, tôi cũng đành hẹn lại kiếp sau với giấc mơ về Phạn ngữ. Tôi không có nhiều duyên may gần gũi thầy và những lần thăm viếng, hầu chuyện cùng thầy cũng không nhiều lắm. Tuy nhiên, những bậc đàn anh được thầy quan tâm và có nhiều cơ duyên tiếp xúc làm việc với thầy như các anh Nguyễn Hiền, Văn Công Tuấn, Đỗ Hồng Ngọc, thì với tôi đều thân thiết. Nhờ vậy, tôi được biết thêm rất nhiều về thầy qua chính những vị này. Anh Văn Công Tuấn kể cho tôi nghe nhiều mẩu chuyện về thầy trong suốt những năm anh từng học và làm việc ở Đại học Vạn Hạnh, khi anh hãy còn là thanh niên Tuấn, và thầy là chú sĩ. Khi anh Nguyễn Hiền cất công sưu tập các bài viết của thầy và cả những bài viết về thầy để làm tuyển tập, Tuệ Sĩ Viên Ngọc Quý, thì chính tôi là người may mắn được đọc sửa bản thảo trước khi in. Hơn thế nữa, tập sách này lại được chính nhà xuất bản Liên Phật Hội của chúng tôi tại California phát hành qua hệ thống post toàn cầu. Anh Đỗ Hồng Ngọc thì thỉnh thoảng vẫn gửi bài cho tôi đọc, đôi khi có những bài anh viết về thầy. Và mới đây nhất, anh khoe hình lúc đến thăm thầy, tuy đã lộ rõ vẻ yếu ớt vì bệnh tình nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười rạng rỡ và cặp mắt tinh anh vẫn không khác với ngày nào. Nói đến thầy Tuệ Sĩ, những ai đã được gặp thầy hẳn đều không quên được đôi mắt tinh anh đặc biệt của thầy. Thầy có một thân hình nhỏ nhắn và thậm chí là hơi gầy, khuôn mặt cũng gầy gò, hơi khắc khổ. Nhưng đôi mắt thì như vượt ra ngoài những dáng vẻ thông thường đó. Trong hố mắt sâu thẳm là hai đồng tử sáng quắc linh hoạt và như chiếu ra những tia sáng xuyên thấu mọi điều. Mặc dù vậy, tôi chưa bao giờ cảm nhận sự nghiêm khắc trong tia nhìn của thầy, mà ngược lại luôn cảm thấy rất nhiều tình cảm thương yêu, ấm áp. Phải chăng chính từ nơi tuệ giác phi thường và tâm từ bi rộng mở của thầy đã lưu xuất ra một ánh mắt nhìn đặc biệt đến như thế? Và nói về trí tuệ của thầy thì quả thật khó có người theo kịp. Từ lúc còn là chú sĩ, trên giảng đường Đại học Vạn Hạnh và tất nhiên là vị giáo sư đại học trẻ tuổi nhất lúc đó thầy đã có nhiều tác phẩm được lưu hành và nổi tiếng. Và cho đến gần đây là công trình Thanh Văn Tạng mà Hội đồng Hoằng Pháp vừa xuất bản, một công trình mang tầm thế kỷ mà chính thầy là cây cột chống trời, đã làm nên kỳ tích. Tất nhiên chúng ta không phủ nhận những nỗ lực và công sức đóng góp của rất nhiều người để công việc được tốt đẹp như đã thấy. Nhưng ý tôi muốn nói ở đây là vai trò chính yếu mang tính quyết định của thầy. Khi sức khỏe thầy suy yếu như hiện nay, dường như có một nỗi lo chung mà anh em chúng tôi mỗi khi trò chuyện cùng nhau đều bàn đến. Đó là không biết rồi đây ai sẽ đủ sức thay thế đảm nhận được những vai trò mà thầy đã từng gánh vác. Mối nhân duyên gần đây nhất giữa tôi với thầy là khi tôi hoàn tất bản dịch và chú giải sách Tây Vực Ký, trùng dịch công trình của Hòa Thượng Thích Như Điển đã xuất bản từ năm 2004. Mặc dù lúc đó sức khỏe của thầy cũng không tốt lắm, nhưng thầy vẫn cố gắng viết lời giới thiệu cho tập sách này. Anh Văn Công Tuấn kể với tôi là có những đoạn trong bài thầy đã viết ngay trên giường bệnh. Khi nghe anh kể như vậy, tôi đã hết sức cảm động và chợt nhớ lại những phút giây được ở bên thầy. Tôi cảm nhận được dù khi tôi đang ở bên cạnh thầy hay đã đi rất xa thì trong tâm lượng của thầy, sự thương yêu và quan tâm khích lệ đối với hàng hậu học chúng tôi dường như vẫn không bao giờ suy giảm cả. Cách đây mấy tuần, Đỗ Quốc Bảo từ Đức sang California để thuyết trình tại lễ khai giảng trường Đại học Phật giáo Sakya Buddha University và gặp tôi cũng đến thuyết trình ở đó. Chúng tôi có dịp gặp lại nhau sau gần 20 năm và lại có dịp nhắc chuyện về thầy. Tôi bất chợt nhận ra một điều là cho dù không ai nghĩ đến, nhưng sự hiện diện của thầy trong cuộc đời này dường như đã trở thành một chất keo gắn kết anh em chúng tôi, những người cư sĩ thuộc thế hệ đi sau,
vẫn đang cố gắng tiếp tục đóng góp cho nền Phật học nước nhà. Đó là vì tất cả chúng tôi không ai bảo ai nhưng đều thật lòng kính phục thầy, đều xem thầy là vị thầy chung, là tấm gương sáng để chúng tôi noi theo trong suốt cuộc đời mình. Với sự giác ngộ siêu việt thế gian, Đức Phật từng được xưng tán là bậc thánh của các vị thánh. Ngày nay, với sự thông tuệ và đạo hạnh sáng ngời của thầy, tôi nghĩ sẽ không quá lời khi xưng tán thầy là bậc thầy của những vị thầy. Và nói thật lòng thì đối với riêng tôi, thầy quả là bậc thầy vượt trên tất cả những vị thầy mà tôi đã từng được biết. Quế Minh Đường, Westminster, California. Tiết Trung Thu Quý Mão 2023. Nguyễn Minh Tiến. Sau giấc Trường Sơn. Trần Kiêm Đoàn. Một ngày mùa thu, 16 tháng 9 năm 2023, Trần Trung Đạo từ Boston gọi báo tin về sức khỏe của Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ ở Việt Nam đang ở vào tình trạng mong manh nhất từ trước tới nay. Dù câu chuyện trao đổi trên điện thoại liên quan thời sự và Phật sự, nhưng mối quan tâm đậm nét vẫn là thầy Tuệ Sĩ TTS. Ở trạng tuổi đời 80, tuổi đạo 70, thời gian dù chỉ là bóng câu qua cửa sổ, là chỗ dựa rất tương đối và chủ quan để làm phương tiện đo lường độ lớn, tầm cao và chiều sâu của một nhân vật, nhưng cũng ít nhiều có độ bám trong một khung cảnh lịch sử như Việt Nam qua bao thăng trầm biến động. Trong đó, Đạo Phật Việt Nam đã đồng hành với đất nước và dân tộc dù thế sự có thăng trầm đến mức độ nào. Đề tài chính là việc thực hiện cấp tốc một kỷ yếu đặc biệt về thầy Tuệ Sĩ với ước mong thầy sẽ có dịp đọc qua giữa lúc thu sang với những cơn gió heo may vô thường đang thấp thỏm đánh thức giấc mơ Trường Sơn. Viết về thầy Tuệ Sĩ thật khó bởi mộng mà rất thực, hàn lâm mà chân quê, uyên bác như rừng thảo mà nhẹ nhàng như giấc mơ trong quán. Trọ bên đường, kiến thức và tác phẩm của thầy có thể chất đầy giá sách trong tàng kinh các, nhưng thơ thầy trong vắt và miên man phong trần như hồn du thủ. Người lạ yêu thơ lần đầu đọc thơ Tuệ Sĩ sẽ đắm đuối trong một xứ thơ trùng điệp và phiêu hốt của một gã làm thơ lãng tử đa tình và không hề hay biết thi nhân là một tu sĩ vì không có một câu chữ nào làm dáng mẫn tuệ bằng những danh từ Phật học thời thượng. Kẻ viết đôi dòng này cũng đã gặp khó một lần tương tự khi anh Văn Công Tuấn từ Đức báo cho biết là thầy Tuệ Sĩ đang chuẩn bị in tác phẩm đậm tính hàn lâm biên khảo, đó là cuốn Tổng quan về nghiệp. Thầy muốn có nhận định của ba người ở ba nơi là Đỗ Hồng Ngọc Việt Nam, Cao Huy Thuần Pháp và Trần Kiêm Đoàn, Mỹ, để in vào phần nhận định đầu sách. Tuy với thời gian và số câu chữ giới hạn, người viết cũng làm xong chút việc được giao nhưng đọc lại sau khi sách đã phát hành bỗng thấy mình viết lách, mô phạm, khô khan qua đối với một tác giả với kho chữ nghĩa trùng trùng duyên dáng như thầy Tuệ Sĩ. Lần này lòng dặn lòng là phải viết ra một ý tứ gì đó cho thật tươi mát. Ngôn ngữ mang nhiều cảm xúc trực tiếp và nguồn tình cảm đầy biểu tượng nhất là thi ca, là những vần thơ. Nếu cần yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu hơn 3.000 năm trước thì có kinh thi. Ôm thơ theo trăng để vào cõi vĩnh hằng có Lý Bạch, và dám trầm mình xuống sông Mịch La vì không can gián nổi quân vương thì có Khuất Nguyên từ hơn 2.000 năm trước, và bất chấp thân mình treo trên án tử để bày tỏ cho được tấm lòng bất thối chuyển của mình vì quý đạo, thương đời thì có Tuệ Sĩ thời nay. Nhớ lần đầu gặp thầy Tuệ Sĩ trước hiên chùa Từ Đàm Huế, tôi còn mường tượng ra hình ảnh. Chú Tuệ Sĩ, mặc chiếc áo dài nâu có vá một miếng nhỏ trên vạt áo trước. Dáng chú nhỏ nhắn đứng khuất trong đám đông người nhưng Ôn Châu Lâm vẫn tìm gặp và khen, giỏi lắm, thông minh lắm. Đôi mắt chú sống động và to như tỏa sáng cả khuôn mặt gầy gò. Ngày ấy, chú chỉ mới là một học tăng xuất sắc nhưng phải chờ đến khi vào Nam, tiếp cận với thế giới học thuật của Phật giáo các chùa viện và Đại học Vạn Hạnh mới phát huy hết khả năng uyên bác và tài hoa sáng tạo về triết học, Phật học cùng văn chương qua nhiều ngôn ngữ. Chú hơn tôi 3 tuổi và tôi chỉ được gặp chú một lần trực tiếp từ thời trung học, hơn 60 năm trước cho đến hôm nay. Thế nhưng sự vươn lên tri thức dũng mãnh của chú làm cho thế hệ của chúng tôi phải lặng mình. Suy gẫm, cái tri thức dũng mãnh của chú là dám tìm sinh lộ cho đạo và đời bằng tri thức thiên phú đã đành nhưng đáng giá nhất là mạng sống, bất chấp cái án tử hình. Sự dấn thân đáng quý nhất dành cho đời, cho đạo với cả tâm trong và tuệ giác. Bằng vô ý thí chấp nhận sự vắt kiệt tinh anh của chính bản thân mình để tưới tẩm cho màu hoa đạo và hương vị tâm linh. Một cuộc hành trình đi tìm lẽ sống như chàng Tất Đạt ngày xưa hiến hoa gấm riêng mình cho hạnh phúc của tha nhân. Thế hệ chiến tranh Việt Nam, những người sinh trong khoảng sinh từ 1930 đến 1960, là một thế hệ mất hướng, mà ở phương Tây gọi là một thế hệ biến mất, Lost Generation. Biến mất đối với tâm lý phương Tây là mất đi điệu sống bình thường như nổi loạn, đi lính phục vụ chiến tranh, học hành giang dở,
từ chiến trường thương tật trở về hay đối mặt sau cuộc chiến là định kiến, chủ nghĩa, cực đoan sự biến mất đau xót nhất là mất hết nghĩa khí, niềm tự hào và ý nghĩa sống của thiên chức nhân sinh mà chỉ còn thân phận làm người. Ý nghĩa mất hướng đối với Việt Nam mà không có một nước châu Á nào gặp phải là cuộc hội ngộ trong chia ly từ đất sống đến tư tưởng, ý thức hệ. Thực tại mất hướng thì còn chăng là những giấc mơ trong thơ. Cả sơn hà đại địa này đều chỉ đáng là phù vân quên lãng khi còn một giấc mơ. Có chăng một giấc mơ Trường Sơn mà thầy Tuệ Sĩ đang mơ. Rồi nhắm mắt ta đi vào cõi mộng. Như sương mai, như ánh chớp, mây chiều. Đặc biệt là bên cạnh hơn 60 tác phẩm biên khảo và dịch thuật, một tập thơ duy nhất của thầy Tuệ Sĩ được xuất bản là Giấc mơ Trường Sơn cũng đủ đưa thầy vào hàng thi sĩ tài danh trên chiếu hoa cạp điều của nền thi ca Việt Nam. Loanh quanh đại dương rồi cũng trở về sông Lạch, sống muôn năm rồi cũng trở lại canh tàn. Nhắc đến thơ là nhắc đến những niềm vui, nỗi buồn, những số phận vinh quang và cay đắng của thơ. Những quả đời chín mọng của một thuở làm thơ tình và những trái rụng khô khan của một thời làm thơ điếu như có niềm vui trong nỗi buồn, thanh xuân trong tàn úa và nụ cười trong chớp mắt. Chợt nghĩ đến dòng sinh diệt, chúng tôi có dịp nhắc đến hình thức sinh điếu ở Trung Hoa, Nhật Season Show và Mỹ Living Funeral Service. Tuy mang nhiều mục đích và ý nghĩa khác nhau nhưng cùng có một hình thức tương tự là làm lễ, truy niệm cho một nhân vật đang còn sống để hình dung hình ảnh và cảm tưởng ngày người đó thật sự qua đời. Sinh điếu tuy ít thấy ở Việt Nam nhưng cũng được giới quý tộc và nghệ sĩ thời xưa tổ chức trong bầu không khí vui vầy thân hữu qua hình thức đàn ca ngâm vịnh và sướng họa thơ văn. Giai thoại văn chương Huế còn nhắc lại lễ sinh điếu của cụ Ưng Bình Thúc Giả Thị năm 1877 đến năm 1961, năm 75 tuổi và người viết sinh điếu thi, Living Eulogy Poem, là nhà thơ yêu nước mà cũng chào lộng tài hoa thảo am Nguyễn Khoa Vi năm 1891 đến năm 1968. Hai bạn hiền ngâm thơ, điếu tang, nhau trong tiếng cười rộn rã. Tưởng người xưa và nhớ người nay, không gì hơn là vui với tâm hồn rộng mở, kính với lòng chân quý sâu xa, trọng với tâm thái an hòa ngưỡng mộ và nhớ với niềm hướng vọng chân thành. Theo dòng thi văn điếu, trong nhiều năm qua tôi đã làm điếu thi và điếu văn cảm niệm nhiều nhân vật thời danh và người yêu kính đã vĩnh viễn ra đi như một nén hương tưởng niệm hương linh người vừa tạ thế, huynh trưởng Võ Đình Cường, ca sĩ Hà Thanh, Ôn Mãn Giác, cư sĩ Trần Quang Thuật, Ôn Huyền Quang, thi sĩ Kiêm Thêm, Ôn Chí Quang, Ôn Nhất Hạnh và nhiều thân hữu vô danh hay thành danh đã để lại niềm tâm cảm sâu xa trong tôi khi nghe tin họ qua đời. Nhưng thi điếu hay văn điếu chỉ có người sống còn ở lại đọc cho nhau nghe, đối tượng của những dòng văn thơ nhắc đến mình chỉ còn mơ hồ là cho thân ngũ uẩn. Tấm thân sinh diệt vô hạn kỳ, đi cũng là về, nên khái niệm lạc tịnh trong thú vui sinh điếu tưởng cũng nên nhắc lại với đương lai và thế hệ kế thừa. Hôm nay tôi theo bóng nhà thơ Thảo Am Nguyễn Khoa Vi, đã làm sinh điếu thi tặng thi hữu Hương Bình Thúc Giả Thị lúc sinh thời, để làm sinh điếu thi kính tặng thầy Thích Tuệ Sĩ. Và biết đâu sẽ có một nụ cười nào đó khiến thầy vui mà còn ở lại nhiều năm nữa với túi thơ chưa cạn sau giấc Trường Sơn. Sinh điếu thi viếng thầy Tuệ Sĩ Nhật Nguyệt Vương Heo May. Giữa mùa thu đông tây, ngô đồng một lá rụng, trời đất cùng vào thu. Thu là xuân khi mỗi lá rơi đẹp như một bông hoa vừa nở người ra đi mùa thu, lá đang rụng là hoa đang trổ. Lời tiễn biệt nói gì sau tiếng hát? Hỏi phương nào cho nguyện ước Trường Sơn? Nhớ hương xưa, thầy đã đến và đã ra đi từ vạn cổ. Mỗi kiếp đời là một bước uyên nguyên, tiểu kiếp kia mặc áo hầu cừu. Tiểu kiếp này mặc áo cà sa, tiểu kiếp nọ mặc hoàng bào muôn tiểu kiếp vạn ta bà thế giới. Hơn 70 năm trước, chú thương vượt Trường Sơn tìm nẻo đạo, Bác Xê, Nam Lào, Quảng Bình, Lao Bảo. Núi thẳm, rừng thiêng, chuông giữ, mặc đèo cao. Vĩnh quyết, nhất tâm, thắng duyên nương mình Phật đạo. Thắng duyên một thuở, Huế trầm lắng, đơn sơ. Mà được xem là kinh đô Phật giáo, bởi mái chùa và viện chủ là Ôn. Ôn, là ông mà cũng là Ôn Nhu, Ôn Hòa, Ôn Nhã, Ôn Hậu. Ôn Tồn nên đã nhận và đặt pháp danh Sa Di 7 tuổi đời là Tuệ Sĩ. Tuệ thông thái mà phát huy danh sĩ, nên uyên thâm tài trí song toàn. Đại Tạng, Hàn Lâm, Nội Điển, Kinh Tàng. Hán, Phạn, Pháp, Anh, Nhật, Đức ngữ văn, quán thông triệt giữa trường văn thế đạo. Thích Tuệ Sĩ. Tuổi đôi mươi, 1964, đã tốt nghiệp Đại học Phật giáo.
Tuổi thanh xuân 1970, thành giáo sư đại học do những công trình nghiên cứu uyên thâm. Tuổi trung niên là diệu pháp danh Hoa Văn Đàn Thi Phú. Danh bất hư truyền nhiều danh tác Đông Tây Kim Cổ Nhân Văn. Trên đàn hương hỷ lạc, vườn hoa tâm thơm ngát lạc thơ. Lời phiêu hốt bi hùng như sóng cả. Giấc mơ Trường Sơn và những chân trời tuyệt lạ. Yêu rừng sâu nên khóe mắt rưng rưng. Lịch sử sang trang, sư về bên cổ tích. Từ tâm trong thế cổ can qua, sách vở văn chương một thời xa lạ. Nhân thế trông nhau qua những cặp kính màu. Một thân thế một tâm hồn bên góc trời miên viễn, không ẩn tàng mà xuất xử với năm châu. Cửa thiền không khép, nhìn cuộc bể dâu. Thời thế, thế thời, thế thái biết về đâu, bát nhã xuất ly, đại bi nhập thế. Cõi tâm hư thao thiết tìm cầu, là tu sĩ phải đương đầu. Là thi nhân càng dậy sóng. Là học giả tay không nhìn phương trượng, quyết dấn mình ngọc bối vớt nông sâu. Nước trong không sợ bẩn tay, cây ngay không sợ chết đứng. Nên đã trải qua mấy bờ sống chết. Nắng giỏi, thu về, vĩnh kết vẫn hôm nay. Ôn tuệ sĩ, thầy tuệ sĩ. Hòa thượng tuệ sĩ, nhà thơ tuệ sĩ. Học giả tuệ sĩ. Nhiều tên gọi một phiến đời kẻ sĩ. Đã trùng trùng nối tiếp bước chân qua. Nhậm vận thịnh suy, thăng trầm thành bại, giữa vàng thao lẫn lộn cõi ta bà. Và cứ thế phiêu linh vời vợi, cứ an nhiên như đã về đã tới. Xuất thì vui hồn nhiên như ngày mới. Xử thì hoàn không về quán niệm cõi Tây Phương. Thầy đó, nằm im lặng tiếng dương cầm tịch tĩnh, mắt nhắm mơ hồ thư pháp giỏi kinh xưa. Có chín phẩm hoa sen như nụ cười phụ mẫu, sen nở thấy Phật trọn niềm vui. Bồ Tát Viên Dung là bạn lành. Cuộc đời là quán trỏ, nẻo về là thiên phương, nên trong nẻo về dặn dò giải thoát, ngược xuôi nhớ nửa cung đàn, ai đem quán trọ mà ngăn nẻo về. Kính bạch thầy, hôm nay, ngày mai, ít lâu hay lâu lắm về sau, sẽ có một ngày thầy ra đi không về nữa. Như đời thường hết thầy đã đi qua, bởi, nhân sinh tự cổ thùy vô tử, không lại hoàn không nắng xế tà. Trong diệu lý khổ, duyên. Không, tam pháp ấn Thế Tôn truyền dạy, chúng con được cung nghinh và tiễn biệt thầy. Nam mô quán niệm tâm không niết bàn tự tại Bồ Tát. Sacramento, đêm Trung Thu 2023. Nguyên Thọ Trần Kiêm Đoàn. Ôn tuệ sĩ, bậc thầy lớn của nhiều thế hệ. Như Hùng. Còn nhớ vào khoảng năm 1978 nhân dịp Phật học viện Giác Sanh quận 11, Sài Gòn có tổ chức giới đàn hay lễ lược gì đó. Con đi theo Ôn Hước Chí chùa Vạn Phước, Sài Gòn đến. Khi nhìn thấy bóng dáng của một vị thầy từ xa, Ôn Phước Chí mới bảo, thầy tuệ sĩ đó, đến chào thầy đi con. Nghe danh tiếng của Ôn từ trước, nhưng hôm đó mới chính là lần đầu tiên con có dịp diện kiến Tôn Nhan. Hình ảnh một vị thầy ốm nhom nhỏ con mặc chiếc áo Nhật Bình Lam đứng bên cây cột, lại là một hình ảnh vô cùng ấn tượng khó quên trong con. Cho đến bây giờ mỗi khi con nghĩ nhớ về Ôn thì nhân dáng ban đầu đó lại xuất hiện trong tiềm thức, và hiện hữu một cách tự nhiên sinh động. Dù chỉ lần đầu gặp gỡ vái chào Ôn thôi nhưng hình ảnh một vị thầy rất nổi tiếng lại bình dị giản đơn toát lên nét thanh cao thánh thiện, bài học thân giáo của Ôn vẫn mãi khắc ghi trong lòng con. Những năm đầu của thập niên 80 khi có dịp đến theo học tại tu viện Quảng Hương Già Lam, nhưng cho đến năm 81 sau khi Ôn ra tù con mới có dịp thọ nhận ơn giáo dưỡng của Ôn. Từ nơi đây con lại có dịp chứng kiến bậc thầy thông tuệ với những kiến giải về Phật học vô cùng sâu sắc. Từ Phật học cho đến văn học thi ca dịch thuật, tư tưởng ngôn từ của Ôn vẫn mãi đêm ngày tỏa sáng lồng lộng trên bầu trời quê hương Phật Việt. Con người đó, tư tưởng đó, nhân cách đó là ngọn đuốc soi đường dẫn bước cho bao thế hệ. Trí óc siêu việt của Ôn là cả một kho tàng kinh luật luận sẵn chứa trong đó, suối nguồn tuệ giác cứ thế tuôn trào mở ra muôn lối sáng tỏ cho từng tâm thức. Cuộc đời của Ôn đã cống hiến trọn vẹn cho nền văn hóa giáo dục, đào tạo tăng tài, những sáng tác dịch thuật di sản tâm linh của Ôn trở thành pháp bảo của đạo Phật Việt. Không một ngôn từ bút mực nào có thể diễn tả trọn vẹn công hạnh của Ôn, bậc thầy cao cả, đã từng che chở vỗ về cho bao thế hệ của chúng con tìm về học hỏi trông cậy và nương nhờ. Cúi đầu lạy tạ thâm ơn. Con như Hùng, thầy tuệ sĩ và ngôn ngữ. Tịnh Quang Hương, pháp hiền cư sĩ. Khi muốn nêu lên một vấn đề gì có tầm quan trọng cá biệt làm thay đổi đời mình trong lịch trình tồn tại hướng thượng, có thể ta sẽ nhắm đến một bậc thầy nào đó. Tiêu điểm này không phải là một hiện thân mà là một tiến trình chuyển y,
như ánh sáng có hương thơm vậy. Và, tất nhiên, ánh sáng ấy là vĩnh cửu. Trong đất và cuộc lữ của mình, tôi có hai bậc thầy, đó là thầy Nguyên Giác, hiện trụ trì chùa Già Lam, người dạy tôi Phạn ngữ, và bậc kế đến là thầy Tuệ Sĩ, bậc mà tôi tự cho là người đã cài cho tôi, túi năng lượng, vào đời mình, thúc đẩy và hấp dẫn bằng ngón tay trỏ của và trong ngôn ngữ. Thật vậy, tôi tìm đến với hai bậc thầy này, như một hạt bụi bám lại dưới gót chân người, khi chuyến xe bão táp băng qua, hoặc thơ mộng hơn như ánh sáng còn sót lại của một tinh cầu đã chết đi từ vô lượng kiếp. Nó lang thang một thoáng và rồi cũng biến mất, nghĩa là, đối với họ, tôi hoàn toàn vô ký cho một hành nguyện mênh mông. Nghĩa là, cái chức danh học trò cao quý được trao cho từ các vị, với tôi vẫn là chưa, và vẫn còn lâu xa như một kỳ vọng. Như một học trò siêng năng vì rốt nát, lẽ ra tôi sẽ tán tụng các ngài như những gì có thể, như những gì mà các học trò khác được học từ các ngài, thật là vô ích, khi tôi cho rằng, hương tịnh quang ấy, không phải của riêng mình với những ca tụng thế gian như một chiều lòng trong những quần thể đang đưa cao hết sức của đôi cánh tay, và rồi mệt mỏi ngủ vùi trong hối tiếc, lãng quên mau chóng. Ngôn ngữ, từ độ hữu duyên học hành xa xưa đó, thành tập khí qua bộ lọc của trầm tư, nó phát triển thành những đám mây, thành những cơn mưa, hoặc thành những cơn thịnh nộ của bế tắc, để rồi lại là ánh rạng rỡ của đôi mắt từ bi dọi soi, dẫn đường cho những bước chân lầm lỡ vì kiêu mạn, sân si. Ta đâu cần nói đến đức tu của các ngài, đâu cần nói đến những nguyên bác của tuệ giải, tuệ học bao la từ các vị ấy. Ta không đủ sức và chưa từng đủ sức. Ta cũng đâu cần nói đến ân đức đến vô lượng mà các ngài đã truyền trao. Ta chưa đủ sức và chưa từng đủ sức. Cái mà ta cần chính là, hương tịnh quang, đã thành hoặc đang và sẽ thành tập khí trong ta, được phóng thích và bay đi và bay theo như những đàn chim câu biệt tích. Cái còn để lại chính là từ bi và trí tuệ như một pháp thân. Ngôn ngữ, được tung hoa về hướng các thầy, nhất là thầy Tuệ Sĩ, không phải vì thầy, biết, nhiều ngoại ngữ và là những loại cổ ngữ khó xơi đối với một vài người thông tuệ hoặc hơn thông tuệ trong chúng ta. Ngôn ngữ, được sắc hoa về hướng các thầy, nhất là thầy Tuệ Sĩ, không phải là những diệu khéo của thầy khi làm lộ tướng trong những huyền ngôn tịch mặc của chư chân sư, chư dịch sư từ các thời hưng pháp cũ, biết nhiều ngoại ngữ là một hiện tượng đáng kinh ngạc vào khoảng 50 đến 60 năm về trước. Còn bây giờ giá trị của biết, thậm chí thông thạo nhiều ngoại ngữ, như dây cót đang trùng, sắp đến mức zero, mà chính là các thầy mình bằng phương tiện khéo léo dẫn ngôn ngữ đi về hướng tịch tịnh như thế nào, trước khi, ngôn ngữ đạo đoạn. Ngôn ngữ được trải thảm về hướng các thầy, nhất là thầy Tuệ Sĩ, không phải là các công trình biên dịch vĩ đại của thầy giữ được hồn ngôn Việt và tinh anh của thánh ngữ mà chính là trước khi, tâm hành xứ diệt, và, ngôn ngữ đạo đoạn. Chúng đã được thầy hợp nhất như thế nào để tấm tăng bào cửu trụ nơi thế gian và cả các cõi trời. Người ta nói đến loài chim thiên di qua sông rộng, không lưu vết tích, còn ta nói đến những ai tiếp cận các thầy, nhất là thầy Tuệ Sĩ, có còn lưu lại chút tịnh quang hương, hay không? Người ta nói đến đạo hành của các thầy, nhất là thầy Tuệ Sĩ, nhưng ta phải nói đến trong lòng, mảnh tăng bào đơn sơ nhưng tràn đầy năng lượng ấy có còn thấm đẫm trong tư duy và hành động của ta hay không? Tuy nhiên, bóng chim không lưu dấu trong dòng nước bạc, nhưng hương tịnh quang thì mãi tỏa khắp ngàn trùng, vì nó chưa từng đầy vơi lui sụt như ngôn ngữ và hành tướng của đám đông. Ở đây, tôi muốn nói đến hương tịnh quang, chính là ngôn ngữ của các thầy, nhất là thầy Tuệ Sĩ, như thể nó chưa từng được nói lên, nhưng nó tồn tại mãi trong ta, đến độ thượng đế, nếu có, còn phải khóc. Pháp Hiền Cư Sĩ, chiều 27/9/2023. Chiến binh Tuệ Sĩ. Quảng Diệu Trần Bảo Toàn. Những ràng buộc của thế gian, giữa ngã và ngã sở, khiến chúng sinh vướng mắc vào những hệ lụy kinh người, lặn ngục trong vũng lầy sinh tử. Sanh ra để báo ân, làm thân châu ngựa, đền nghỉ trúc mai, hoặc để trả nợ, nợ tình chưa trả cho ai, khối tình mang xuống tuyển đài chưa tan. Có những người cận kề sinh tử vẫn không an tâm nhắm mắt vì con cháu, vì gia sản, vì những nguyện vọng chưa thành. Đối với những chúng sinh giác ngộ, Bồ Tát thì sanh và tử là một phép to đổi chiều, không thể tách rời trong mỗi sát na. Dù biết điều ấy rất rõ, nhưng vì lòng thương tưởng chúng sinh, lắm khi Bồ Tát cũng mang nhiều nỗi băn khoăn giữa việc ra đi và ở lại. Đức Đà Lai Lama đã nhiều lần nhận đại lễ cầu trường thọ của chúng tăng và Phật tử Tây Tạng để tiếp tục trụ thế, dù Ngài biết rất tận tường việc ra đi và trở lại nằm trong quy luật thành, trụ, hoại, không, theo chiều quay của quỹ đạo thời gian.
ngài đã lập lại quy trình này ít nhất 13 lần trong các kiếp cận đại. Thế nhưng, ngày nay ai sẽ lãnh đạo cộng đồng tâm linh Tây Tạng nếu ngài trở lại vòng tái sanh mới? Chính vì thế ngài nhận đại lễ cầu trường thọ dù báo thân đã mệt, cơ thể già tạm đã nhiều phần hư hỏng. Ở Việt Nam, chúng ta cũng chứng kiến một trường hợp tương tự, đó là trường hợp của trường lão hòa thượng Thượng Tuệ Hạ Sĩ, vì đại nguyện dẫn dắt chư tăng, cùng phiên dịch Đại Tạng Kinh ra tiếng Việt cho hàng hậu học về sau, nên thân mang trọng bệnh, tứ đại bất hòa, sinh mệnh chỉ còn mỏng manh như sợi tơ mành, nhưng ngài vẫn kiên trì chiến đấu với bệnh tật trong suốt 5 năm qua để hoàn thành hạnh nguyện. Nhân duyên vi diệu. Tôi có nhân duyên với thầy Tuệ Sĩ từ năm 1984, khi thầy bị bắt và sư phụ của thầy là Hòa Thượng Chí Thủ cũng vội vã viên tịch. Hòa Thượng Quảng Thạc, trụ trì chùa An Lạc, là y chỉ sư của thầy Tuệ Sĩ, đến nói chuyện với ông nội tôi về những đại sự kinh hoàng. Phật giáo Việt Nam trong hiện tại có hai thầy xuất chúng, đó là Chí Siêu và Tuệ Sĩ, việc bắt giam hai thầy ấy là một tổn thất khủng khiếp cho tương lai Phật giáo cụ ạ. Nghe Hòa Thượng Quảng Thạc nói thế, tôi tò mò chắp tay thưa, bạch ôn, hai thầy mà ôn vừa nói xuất chúng ra sao ạ? Thầy Chí Siêu đậu ba bằng tiến sĩ tại Mỹ khi mới 26 tuổi. Thầy Tuệ Sĩ là giáo sư cơ hữu đại học Vạn Hạnh khi mới ngoài 20. Nhưng cả hai người đều lầu thông tam tạng, cầm kỳ thi họa, triết học Đông Tây Kim Cổ đủ cả. Hòa Thượng Quảng Thạc trả lời tôi với ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định trước mặt và giọng nói hơi lạc đi, tiếc thương người tài gặp nạn. Con cầu mong sẽ được gặp hai thầy ấy và bái làm sư phụ. Một đứa con nít mười mấy tuổi đầu chả nhớ nghĩ gì mà thốt ra như thế. Những năm đầu của thập niên 90, khi đang là sinh viên tại Đại học Fribourg, tôi đã tham gia những lần tập hợp hàng trăm ngàn chữ ký để gửi cho Liên Hiệp Quốc và ân xá quốc tế Amnesty International. Để vận động trả tự do cho hai thầy. Ngày 12 tháng 1 năm 2002, tôi chính thức trở thành đệ tử của thầy Tuệ Sĩ. Thầy quy y, truyền ngũ giới cho tôi tại Thị Ngạn Am, Quảng Hương Già Lam với pháp danh Quảng Diệu. Ban đầu, tôi không quá vui với pháp danh ấy, vì hầu như Phật tử nam nào cũng là Quảng, nữ nào cũng là Diệu. Tại sao tôi lại có pháp danh cả nam lẫn nữ? Tôi bèn hỏi lại thầy ý nghĩa hai từ, Quảng Diệu, và được giải thích, Quảng theo kệ phả của dòng Thiền Lâm Tế, còn Diệu là vi diệu pháp. Những nhân duyên để anh trở thành đệ tử của tôi là vi diệu. Anh sẽ làm nên những điều quảng đại vi diệu. Tôi nghe vậy thì lại cười thầm, đã quảng đại, mà lại còn, vi diệu, nữa thì đích thị là, con cua, rồi, càng lớn càng nhỏ. Sau này, có lần hầu chuyện với thầy, tôi kể ôn nghe suy nghĩ của tôi hôm đó. Ôn cười lớn mà bảo rằng, anh đúng là con cua, ngang như cua. Tôi bèn chốt hạ pháp danh Quảng Diệu tốt đẹp mà sư phụ đã ban cho mình thành một thứ rất tiếu lâm, đó là con cua bán nam bán nữ. Cả hai thầy trò đều cười ngất và ôn gọi tôi là thiên hạ đệ nhất về tâm viên ý mã. Vậy rồi nhân duyên đưa đẩy tôi được ở bên thầy dưới một mái nhà hơn 10 năm, mỗi năm ít nhất 3 tháng, nhiều nhất 6 tháng. Trong thời gian này, khi tất bật phiền não ngút ngàn vì công việc hay cuộc sống nổi lên, tôi thường chạy lên phòng ôn ngồi uống trà để nói chuyện văn chương, lịch sử, triết học, hoặc đơn giản là chuyện nuôi dạy con cái. Chỉ cần như thế lòng tôi lại trở nên thanh thản. Quả là nhân quá chúc viện phùng tăng thoại hữu đắc phù sinh bán nhật nhàn, đăng sơn của Lý Thiệp đời đường. Ngang qua vườn trúc gặp sư. Đôi ba câu chuyện đã như được nhàn. Sư phụ Tuệ Sĩ là người có kiến thức uyên thâm đến kinh người. Kiến thức như biển mênh mông của triết học Phật giáo hoặc các tôn giáo khác, qua lịch sử nhân loại đến Bách Gia Chư Tử, tiểu thuyết Tây Phương đến đường thi Trung Hoa nằm gọn trong cái đầu vĩ đại của ông như tàng kinh các vô biên vô tận. Là người thường được học trò so sánh với Google về kiến thức, nhưng nếu mang so sánh với ông, kiến thức của tôi chỉ như là đốm lửa lập lòe của loài đom đóm bên cạnh ánh sáng của mặt trời vô tận. Có lần ông bảo, tôi là người xuất gia thì chỉ nên ở trong chùa, bên cạnh tăng đoàn, nay tôi đến lưu lại nhà anh chẳng phải là tham phú phụ bần, mà muốn anh có được những ngày an ổn tăng trưởng tín tâm, quay đầu tu học để dành phước huệ cho những kiếp lai sinh. Thế nhưng phiền não cũng không buông tha cho gã học trò có người thầy vĩ đại luôn nhắc nhở kèm cặp bên cạnh. Mỗi lần như vậy, ôn lại ôn tồn khuyên nhủ cọp, beo, sư tử mới phải tu, thằn lằn, rắn mối có tâm làm ác cũng chẳng hại được ai anh ạ. Chiến binh Bồ Tát. Cách đây 8 năm, pháp thể của ôn có những biểu hiện không được khinh an, tôi thiết tha cầu mong ông ngài nhập viện kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng ôn luôn từ chối.
tôi chỉ có thể xin thân phụ tôi cắt thuốc bắc để điều chỉnh những khó khăn ôn gặp phải. 3 năm sau, một buổi sáng sớm tôi nhận điện thoại từ một Phật tử thân tín của ôn, cô Diệu Liên, báo rằng ôn đã phải nhập bệnh viện nhân dân Gia Định với những cơn đau dữ dội. Tôi kinh ngạc vì ôn mới rời nhà tôi cách đây một tuần để về chùa trong trạng thái bình thường. Tôi vội vã vào bệnh viện gặp bác sĩ Lê Việt Hùng, người trực tiếp điều trị cho ôn, để nắm bắt bệnh tình. Bác sĩ Hùng bi quan nói rằng ôn đã bị ung thư tiền liệt tuyến, di căn qua xương, đã vào giai đoạn cuối, giai đoạn không thể giải phẫu, không thể xạ trị và cũng không còn kịp để hóa trị. Tôi hỏi về phác đồ điều trị, bác sĩ Hùng bảo chỉ có thể dùng thuốc điều chỉnh học môn, thuốc ngăn PSA tăng cao, thuốc chống gãy xương, thuốc giảm đau, thuốc bổ gan do tác dụng phụ của các loại thuốc khác gây ra. Có một liệu trình bá đạo nữa là giải phẫu loại bỏ tận gốc của testosterone, nhưng cả ôn lẫn tôi đều không đồng ý giải pháp này. Bác sĩ Lê Việt Hùng, học trò đắc ý nhất của giáo sư Ngô Gia Hy, chuyên gia hàng đầu thế giới về niệu học, là một bác sĩ tận tụy. Ông đã giúp cho ôn giảm được những cơn đau, giảm được chỉ số PSA từ 75 xuống còn 6.3. Mức gần như bình thường trong vòng một năm thì vấn đề nảy sinh vì kháng thuốc. Loại thuốc chủ chốt là Casodex không còn tác dụng, chỉ số PSA tăng trở lại một cách nhanh chóng. Bác sĩ Việt Hùng gặp tôi và nói đành thúc thủ bó tay. Ông tiên đoán ôn chỉ còn từ 3 đến 6 tháng nếu không đưa ôn qua Nhật hoặc Trung Quốc để điều trị bằng tế bào gốc. Tôi có quen một bác sĩ cực kỳ tài giỏi về điều trị ung thư bằng tế bào gốc, người Hồng Kông. Hiện tại ông mở một bệnh viện lớn tại Bắc Kinh, chuyên điều trị cho các quan chức cao cấp và tỷ phú Trung Quốc. Một liệu trình của ông ít nhất là 2 triệu USD. Tôi gọi cho ông trình bày bệnh án của ôn, ông bảo chữa được và vì ông cũng là Phật tử nên xin điều trị miễn phí cho ôn. Ông bảo đưa ôn qua Bắc Kinh, ông cho nhập viện và điều trị ngay. Tôi vô cùng mừng rỡ, chạy ngay đến trình ôn. Niềm vui chợt tắt khi ôn không đồng ý qua Bắc Kinh chữa bệnh. Tôi tìm cách liên hệ với bệnh viện ở Nhật, từ Tokyo đến Osaka và cuối cùng chọn được Bệnh viện Đại học Y tế Fujita ở Nagoya. Bác sĩ Kiyoshi Takahara là người chịu trách nhiệm điều trị cho ôn. Đó là bệnh viện đẹp nhất mà tôi từng biết, phòng trong bệnh viện sang như President Suite của Four Seasons, Ritz-Carlton. Về dịch vụ y tế thì không có gì để phàn nàn, họ chỉnh chu tới từng mm. Ngày 12 tháng 12 năm 2019, ôn nhập viện. Sau khi nghiên cứu hồ sơ y tế từ Bệnh viện Gia Định và tiến hành xét nghiệm lại, bác sĩ Takahara kết luận, bệnh nhân Phạm Văn Thương, 76 tuổi, nghề nghiệp tu sĩ Phật giáo, bị ung thư tiền liệt tuyến giai đoạn cuối, di căn qua xương toàn thân, điều trị phác đồ học môn chuẩn nhằm giảm PSA bằng Casodex và Duprilide 3.5mg, do kháng Casodex, PSA tăng trở lại đến 54. Bệnh nhân gầy yếu, chỉ định dùng thử Docetaxel, Cabazitaxel trong 2 tuần nội trú trong bệnh viện, hoặc điều trị bằng tân dược Abiraterone có thể ngoại trú, tái khám mỗi tháng một lần. Để nằm nội trú trong bệnh viện, ngoài chi phí chữa bệnh, phòng nội trú tính thêm 5.000 USD ngày. Có lẽ ôn sợ chi phí hơi nhiều cho đệ tử nên ôn đã chọn phương án điều trị ngoại trú và dùng tân dược Abiraterone từ ngày 14-12-2019. Ôn đến ở tại Tùng Lâm Đức Lâm, một ngôi chùa lớn, có hòa thượng trụ trì người Nhật cực kỳ yêu quý người Việt Nam, luôn đỡ đầu cho các quý thầy cô qua tu học tại Nhật Bản. Nghe thầy Thánh Duyên kể về ôn, hòa thượng trụ trì y áo chỉnh tề đến bệnh viện đón ôn về bổn tự. Trước khi ôn chịu đồng ý qua Nhật chữa bệnh, là cả một quá trình đấu tranh kịch liệt trong nội tâm của ôn, một cao tăng chi sanh liễu tử, cũng như giữa ôn và đệ tử. Ôn hiểu rằng có sanh tất có tử, có lão thời có bệnh thì mới chết. Có chết mới lại sanh cho đến khi bước vào niết bàn tịch tính. Ôn cũng hiểu rằng sở chi và sở học của ôn còn rất cần thiết cho công trình phiên dịch đại tạng, nếu vắng ôn có thể công trình nghiên cứu có lợi cho tương lai ngàn năm về sau của Phật giáo Việt Nam bị gián đoạn. Chọn một đời trau dồi kinh điển, hiểu rõ uyên nguyên giáo nghĩa, thông thạo ít nhất 12 ngôn ngữ, trong đó có nhiều ngôn ngữ thuộc tử ngữ, chỉ dùng để nghiên cứu, ôn có cách làm nghiên cứu, biên soạn vô cùng khoa học. Mỗi đoạn kinh văn ôn dịch đều có cước chú, giải thích so sánh chéo giữa các bản kinh văn bằng Phạn ngữ, Hán ngữ, Tạng ngữ hay Nhật ngữ, qua đó ôn hiệu đính lại những chỗ thiếu sót của chư vị dịch giả qua Hán văn như bản dịch của Ngài Cưu Ma La Thập Kumarajiva hoặc của Ngài Huyền Trang Đời Đường. Các kinh điển được ôn biên dịch, vì thế luôn tránh được những lỗi thông thường như tam sao thất bổn, sai lầm vì dựa trên sai lầm của người khác,
ví dụ người Hoa không phát âm được chữ R, nên đọc Paris thành Ba Lý, người Việt chúng ta dịch thành Ba Lê, thành ra ta nói ngọng vì người khác nói ngọng. Công trình phiên dịch thiên niên kỷ này chưa hoàn tất và vì những biến thiên của thời đại mà người thừa kế chưa thể có được sở học như Ôn, nên Ôn cần giữ thêm thọ mạng để tiếp tục công việc và giáo diết đào tạo được thêm học trò đủ khả năng kế tục mình. Ôn thường nói rằng trong các học trò của Ôn, cư sĩ Tâm Huy Huỳnh Kim Quang là học trò số một, vì thời cuộc nên không thể được Ôn trao truyền y bát trọn vẹn, thật là đáng tiếc. Không phải đệ tử nào cũng hiểu việc trụ thế của Ôn quan trọng thế nào với Phật giáo Việt Nam trong hiện tại và lâu mãi về sau, nhưng mọi người đều không thể chịu được khi nhìn hình ảnh vị chân sư khả kính, song gầy yếu của mình bị những cơn đau như sóng biển vùi dập. Nghị lực thiền định của Ôn rất lớn, nhưng những biểu hiện run bần bật, toát mồ hôi lạnh trên gương mặt của ngài khiến nhiều người bật khóc. Mọi người đồng lòng cầu khẩn Ôn đi chữa bệnh, bị ép quá có lần Ôn đã vẫy taxi rồi bỏ đi suốt một ngày. Những người biết chuyện đổ xô đi tìm, song Sài Gòn rộng lớn, 15 triệu con người chen chúc, biết tìm Ôn nơi nào. Đến tối muộn Ôn về và đồng ý đi chữa bệnh. Ôn nói, nếu bây giờ tôi buông xuôi không chữa bệnh, thì đã phụ lòng mọi người lo lắng, chăm sóc cho tôi suốt thời gian qua, thêm nữa nhân duyên với cõi này chưa dứt, thành ra tôi đồng ý kéo dài thêm thọ mệnh để làm nốt những việc cần làm. Ngày 6/2/2020, bác sĩ Takahara tái khám cho Ôn. Kết quả hết sức khả quan, PSA đã giảm từ 54, ngày 14/12/2019 xuống còn 13,7. Ngoài abiraterone 250mg điều trị ung thư, bác sĩ còn dùng Ranmax để chống gãy xương và Duphelai androgen để điều chỉnh học môn. Nhận được kết quả tốt đẹp như thế, ai cũng rất vui mừng, nghĩ rằng có thể chữa khỏi cho Ôn, tuy nhiên chỉ số men gan của Ôn tăng cao do tác dụng phụ của abiraterone. Ngoài việc duy trì abiraterone 250mg, bác sĩ phải tăng cường thuốc bảo vệ gan. Phác đồ điều trị của bệnh viện Fujita mỗi tháng đều cho kết quả tốt hơn về chỉ số ung thư tiền liệt tuyến PSA. Đến tháng 5/2020, giữa đỉnh dịch tại Nhật Bản, chỉ số này giảm còn 8,14. Tuy nhiên, tác dụng phụ của abiraterone khiến gan của Ôn bị ảnh hưởng trầm trọng, các loại thuốc trợ gan của Nhật không cải thiện được tình hình. Hiện tượng dị ứng da, nổi mụn nước trên tay chân bắt đầu xuất hiện, tiêu hóa kém hẳn, mệt mỏi kéo dài. Bác sĩ Takahara phải đổi sang dùng loại tân dược khác là Stendi 80mg cộng 40mg, loại thuốc này hòa hoãn hơn nhưng hiệu quả không tốt như abiraterone. Tháng 7/2020, bác sĩ Takahara quyết định tăng liều dùng lên 160mg một ngày. PSA chỉ đứng yên một tháng rồi bắt đầu tăng lên 13,129. Bác sĩ Takahara rất buồn khi gọi báo tin cho tôi rằng cả hai loại tân dược mới nhất trên thế giới, mắc tiền nhất trên thế giới để chữa trị ung thư tiền liệt tuyến đều đã chịu thua bệnh tình của Ôn. Tôi hỏi có phác đồ điều trị nào khác không? Bác sĩ Takahara trả lời chỉ còn hóa trị, nhưng sức khỏe của Ôn không thể chịu nổi những hóa chất cực mạnh đưa vào cơ thể. Ông khuyên tôi là nên đưa Ôn về Việt Nam sau 10 tháng điều trị tại Nhật Bản, vì có thể Ôn sống thêm được không quá 6 tháng nữa. Nghe giọng tôi buồn thảm vì thất bại của bệnh viện Fujita cũng gần như là không còn cách nào khác, bác sĩ Takahara khuyên tôi nên thử tất cả mọi loại thuốc truyền thống, thuốc đông y, biết đâu có hiệu nghiệm và có thể Ôn sẽ sống đến khi người ta kiếm ra loại thuốc mới hiệu quả hơn. Ôn đến tái khám lần cuối cùng tại bệnh viện Fujita vào ngày 12/10/2020. Tôi chuẩn bị để Ôn trở về Việt Nam trong một chuyến bay đặc biệt, phải cách ly 2 tuần tại Bệnh viện FV Pháp Việt tại quận 7 Sài Gòn. Tôi đón Ôn về nhà vào ngày 05/11/2020. Tôi đã nhờ tất cả mọi người để liên lạc với các bác sĩ giỏi nhất Việt Nam về tiết niệu, về ung thư, về dinh dưỡng, về nội khoa để tiếp tục điều trị, nhưng các bác sĩ đều không tự tin mình giỏi hơn bác sĩ Nhật. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành nói Ôn dùng lại các loại thuốc cũ bắt đầu từ Casodex. Nhưng tăng liều lên. Tuy vậy, Casodex bị các tế bào ung thư đánh cho thảm hại, sau một tháng dùng lại gấp đôi liều Casodex, chỉ số PSA tăng từ 13,129 lên 25. Tôi lại thưa Ôn dùng thử 320mg Stendi mỗi ngày, Ôn cũng làm theo, như than ôi thuốc quá nặng khiến Ôn không còn ngồi dậy nổi, người luôn lử đử và muốn sốt. Sau một tháng, PSA không tăng lên, mà còn giảm được xuống 24,9. Thầy trò đều mừng nói là chắc nó đang lấy đà để xuống, mong Ôn uống tiếp, xong giảm xuống còn 240mg cho đỡ mệt. Sau 2 tháng nữa,
Bệnh viện FV gọi cho tôi báo kết quả thử máu. Tôi hỏi ngay PSA là bao nhiêu? 29. Tôi ôm đầu chán nản, nhất là khi nhìn hình ảnh sư phụ chịu khổ. Những cơn đau lại trỗi dậy. Để giảm đau, thay vì 6 tháng truyền một liều, liều lượng sử dụng thuốc tráng xương Zometa giờ chỉ còn 4 tuần một liều. Mỗi lần truyền xong, ôn lại cần ít nhất 3 ngày để có thể ngồi dậy. Đọc lại toàn bộ báo cáo y học của ôn từ khi phát hiện di căn, bác sĩ Nguyễn Ngọc Lễ, phó trưởng khoa tiết niệu của Bệnh viện Nhân dân Gia Định quyết định cho ôn sử dụng liều thuốc mạnh Zytiga, tên khác của Abiraterone, 4x250mg, bằng 1000mg ngày. Theo bác sĩ Lễ thì thuốc này sẽ phát huy tác dụng, chưa bị kháng, tuy nhiên vì quá tổn hại gan nên bác sĩ Takahara đã phải cho ngưng. Suy nghĩ của bác sĩ Lễ là có cơ sở, nhưng với 250mg ngày, ôn đã chịu không nổi, bây giờ dùng đến 1000mg, không biết làm sao cứu nổi buồng gan của ôn. Tôi đã có những đối thoại gay gắt với bác sĩ Lễ về liều lượng thuốc dùng đến mức ấy. Bác sĩ Lễ nhất định giữ nguyên chủ ý của mình. Cuối cùng để bảo vệ gan cho ôn, tôi đã nhờ người nấu cao nhụy hoa Atizo thuần túy của Đà Lạt. Mỗi ngày ôn uống 2 muỗng canh cao đắng ngắt này, nên có uống đến 1000mg Zytiga chỉ số gan của ôn vẫn rất ổn định. Lưu ý trên thị trường có bán nhiều cao Atizo nấu sẵn, nhưng cao ấy nên cẩn thận khi sử dụng, vì có người nhổ cả cây, nấu tuốt thân gốc rễ và cho thêm thuốc ngủ vào cho có hiệu nghiệm để bán ra thị trường. Ta cần khoảng 100kg nhụy hoa Atizo để có thể nấu ra một cây di cao đặc dùng cho ôn như tôi đã trình bày ở trên. Sau 2 tháng dùng 1000mg Zytiga ngày, kết hợp cao Atizo, tình trạng của ôn lại tiến triển tốt, chỉ số PSA xuống còn 21, gan ổn định, ngủ ngon. Tuy nhiên, các cơn đau trong xương đùi có vẻ dồn dập hơn trước, ôn bị sốt thường xuyên hơn. Sau 8 tháng cầm cự với Zytiga liều cao, chỉ số PSA tăng lại. Zytiga chính thức bị kháng. Có một việc tôi cũng cần nhắc đến là trong suốt những năm tháng lâm trọng bệnh, ôn càng giáo diết làm việc chăm chỉ hơn, ôn làm việc xen giữa các cơn đau, cơn sốt. Ôn dạy học, ôn dịch kinh, ôn viết những thông điệp gửi cho tứ chúng và ôn cũng dành thời gian chỉ dạy các con tôi. Ôn luôn nói rằng thời gian của ôn không còn nhiều, vậy nên ôn phải gấp rút làm những việc cần làm trước khi về với Phật. Vì sót ôn, sót cho sức khỏe mòn mỏi của ôn. Nên tôi đã nhiều lần tranh luận quyết liệt việc ôn muốn trở về chùa dạy chúng. Thậm chí có lúc hai thầy trò giận nhau vì tôi không cho ôn đi gặp thầy Chí Siêu Lê Mạnh Thát ở Gò Xoài, mà đã tự ý mời thầy Quá Bộ ghé thăm ôn. Nhưng rồi mọi việc đều qua đi, ôn vẫn thương quý tôi như người con trai vất vả của mình. Tôi nói chuyện với bác sĩ Lê Trọng Phát, chủ tịch hội đồng y khoa FV, người thừa hưởng tất cả tinh hoa của y học Tây Phương từ ngoại khoa đến nội khoa. Ông sống, học tập, nghiên cứu và chữa bệnh tổng cộng 46 năm ở Cộng hòa Liên bang Đức, bác sĩ Phát cho rằng phải thay đổi chiến thuật trị bệnh cho ôn, chúng ta phải đổi từ điều trị nguyên nhân, qua điều trị triệu chứng. PSA tăng cao là chỉ số nguyên nhân sinh ra ung thư tiền liệt tuyến, trước đến giờ chúng ta chuyên dùng đủ mọi cách để hạ PSA. Nay tất cả các loại thuốc chữa ung thư tiền liệt tuyến đều đã bị kháng, ta phải đổi qua chữa triệu chứng đau nhức, triệu chứng gây sốt, triệu chứng gây ra gãy xương. Chính vì vậy, bác sĩ Phát chỉ định cho ôn xạ trị khu trú Located Radioactive Treatment ở xương đùi bên phải, rồi. 6 tháng sau xạ trị xương đùi bên trái, bác sĩ Phát cũng gợi ý để tôi gửi mua nọc bồ cạp xanh của Cuba mang về bào chế với nọc rắn xanh cực độc để điều trị ung thư xương, di căn. Chiến thuật điều trị triệu chứng mang lại những kết quả như ý, những cơn đau thưa dần rồi bớt hẳn. Bộ xương của ôn trở nên cứng cáp hơn. Các bác sĩ đều đồng thuận là ôn không còn nguy cơ gãy xương gây ra tử vong nữa. Ôn có thể làm việc được nhiều hơn và chất lượng cuộc sống qua đó được nâng cao. Đã 5 năm, trải qua muôn vàn khó khăn vất vả, đau đớn chịu đựng, nhờ nghị lực phi thường của chiến binh tuệ sĩ, ôn đã hoàn thành được khá nhiều những công việc cần làm. Đỉnh cao nhất trong thời gian qua là xuất bản được 29 cuốn thanh văn tạng và rất nhiều cuốn sách khác sắp sửa được phát hành. Không ai có thể phủ nhận được những nhân duyên thù thắng trong quá trình tìm kiếm thuốc men, sự nhiệt tình của các bác sĩ tài ba tại Việt Nam và Nhật Bản, sự chăm sóc tận tụy của quý thầy thị giả như thầy Nguyên An, thầy Quảng Ngộ, cũng như Ni Sư Thông Thắng, thầy Thánh Duyên. Không ai có thể ngờ rằng ôn tuệ sĩ đã dùng ý chí kiên định, quật cường của mình mà trụ lại thế gian thêm 5 năm vừa qua. Bài viết này hình thành khi tôi đã đưa gia đình trở về Thụy Sĩ định cư,
thời gian tôi rời Việt Nam cũng rơi vào thời gian an cư kiết hạ của quý thầy. Một người nghiêm cần giới luật như Ôn luôn khiến tôi lo âu vì lỡ trong thời gian an cư lại xảy ra sự cố về sức khỏe mà Ôn nhất định không chịu nhập viện để điều trị. Nỗi lo của tôi đã thành sự thật, khi xuất hạ, lượng hồng huyết cầu của Ôn giảm xuống dưới 50% và bị viêm phổi nặng. Trở về nhìn sư phụ tiểu tụy xanh sao, tôi van nài Ôn nhập viện ngay. Cuộc chiến cam go ngục thở, tranh giành sự sống hàng ngày lại tiếp diễn. Tôi cầu chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hộ Pháp, chư Thiên Từ Bi gia hộ cho Hòa Thượng Thượng Tuệ Hạ Sĩ Pháp Thể được khinh an, tứ đại điều hòa trở lại. Thụy Sĩ, Trung Thu 2023. Quảng Diệu Trần Bảo Toàn, Edited by Quảng Vân. Tủ sách áo lam xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe hết tập 4. Nếu quý vị chưa đăng ký thì hãy subscribe đăng ký vào kênh Tủ sách áo lam để chúng con thông báo khi chúng con tải tập kế tiếp lên YouTube. Đương nhiên like và chia sẻ video này cũng không kém phần quan trọng. Một lần nữa Tủ sách áo lam xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe, hẹn gặp lại vào tập 5.